Trước tình trạng người dân và du khách, mà phần nhiều là giới trẻ, thường ra đứng treo leo bên bờ vực để chụp ảnh mạo hiểm tại điểm thắng cảnh Bãi Tiên trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang, thành phố Nha Trang đã vừa cho tiến hành lắp dựng dải hàng rào cao gần 2 mét, bao toàn bộ khu vực điểm dừng chân ngắm cảnh để ngăn cấm người dân và du khách ra bờ vực chụp ảnh cảm giác mạnh tại đây. Việc dựng dải hàng rào để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách là rất cần thiết. Tuy nhiên, do dải hàng rào dựng bằng trụ bê tông cùng chăn dây kẽm gai, có đoạn chỉ dựng bằng những khúc gỗ trơ trụi đã khiến điểm thắng cảnh trở nên nhếch nhác, gây phản cảm cho du khách khi đi trên tuyến đường biển đẹp nhất Nha Trang này. Rất mong dải hàng rào trên sớm được ngành chức năng Nha Trang nghiên cứu lại để không phá cảnh quan rất đẹp của một thắng cảnh hùng vĩ đã thu hút đông đảo du khách dừng chân.